Tương tác hàng tháng được 20 không? 11, 12 vậy cũng được rồi. Mà giờ cái máy nó đang hư, cái máy ra sale ra chuẩn bị mua cái máy mới rồi. Giờ phải mỗi lần về phải lật cái máy ra trước với nó canh cũng được. Mấy giờ rỉ ổn? Em quay 11, 12 cũng được. Cho này cho hàng Xiaomi da. Không, đừng xài đó em. 7-8 triệu một cái vậy cũng rồi. Cây 11 bữa nay cũng chừng 6-7 triệu à. Ý là cái đó vẫn xài được, nhưng mà cái đó đỡ là chuyên quản lý cơ nào được, cái nào nó pin nó trâu. Cái nào? Cái Xiaomi á, quay đâu cũng được, nói chung là nó pin nó lâu là được. Pin lâu mà camera ốm nữa, mình lấy cái đấy mình đi làm không? Còn cái đó thì xài nghe gọi đồ. Cái cam thì em thay cam chứ đâu, mắc hư thay mà dỗ mà réo mà. Cho mua chi nữa? Cái con chim này già chết vui vậy, đồ mà đất vô thẻ này một đống. Nó vậy này, gàng vậy vô, nhiều con mà chụp ngay quá quá ngay. Giá đồ này im ru liền này vô. Nhà chút gì ở cái lách cho nó cam ăn nhà chuối nào có, đồ có chuối. Chưa dám ăn đâu. Ăn nha, đám ăn kìa. Chim mà nó vàng rồi nè, gà kia mới bắt chiền nó chưa dám ăn. Nghĩ hậu ôm sầm lòng, ôm sầm lòng phán một sách cho. Nghĩ cho phải mua lại. Nghĩ chim mẹ ngưng nuôi ra thời gian sách cho nó rồi. Con này cứ tổng vô râu nè. Râu như tóc bạc. Giải phương chi lắm. Cậu ké rồi. Không, nó là chiên một chủ đơ mà. Ừ. Râu tóc nè. Ngày bỏ ra 50 phút để râu gì đâu. Vô râu à. Ừ. Râu nhổ bằng giám á. Nhà không ai thoát hết á. Nhà mình là dì 2, dì 3, dì 4, dì 5, dì 6, dì tuốt tuột hết rồi, dượng cũng hết rồi. Bữa nào nó còn chín về nhỏ. Nem về luôn hả? Kìa đã lộn nha em. Em mới phút nữa. Nó bay lên nó bay cái nâu á, nó quạt cánh vậy. Cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông vào ngày 15 tháng 9 năm 2024.